Minh Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp theo dõi chương trình The Kim Show. Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện với hai em thiện nguyện viên của Healthcare Now và cái dự luật SB 562, em Jessie Nguyễn và Quyên Trần. Bây giờ cô Nhung trở lại với Quyên. Như vậy thì Quyên có cái sự bổ túc nào về cái vấn đề mà vừa rồi Jessie có giải thích là chăm sóc sức khỏe cũng là cái nhân quyền cho con người. Như vậy nó rất là quan trọng để mà quý khán giả hoặc là chúng ta người Việt Nam ở tại hải ngoại có thể quan tâm tới, thì con có thêm cái ý kiến gì trong cái vấn đề này? Vâng thưa cô, thì có một số trường hợp khác thì các bệnh nhân họ không được điều trị kịp thời bởi vì họ bị trì hoãn hoặc là bị từ chối bởi các công ty bảo hiểm với lý do là họ không có đủ giấy chứng nhận hoặc là giấy phép từ bác sĩ. Thì trên thực tế thì các mạng lưới này càng lúc càng thu hẹp cũng như là phức tạp hơn. Và cũng như là các công ty bảo hiểm họ không có đủ trả tiền đủ cho các bác sĩ để cho họ điều trị các bệnh nhân. Vì vậy mà rất là ít bác sĩ họ muốn tiếp nhận những cái bệnh nhân có bảo hiểm y tế thấp hoặc là kém chất lượng. Nhưng mà một cái vấn đề mà đặt ra ở đây nữa đó là nhiều người họ cũng thắc mắc rằng là cái chương trình SB, cái hệ thống SB 562 khi mà được thi hành đó, thì những người dân bất hợp pháp, di dân bất hợp pháp ở đây cũng được hưởng cái dịch vụ chăm sóc miễn phí này. Như vậy thì cái tin này có đúng hay không? Thưa cô, thì không phải là như vậy. Những người mà di dân bất hợp pháp họ cũng phải đóng thuế để hưởng được những cái quyền lợi từ SB 562. Okay. I wanted to add on. Actually, according to Institute on Taxation and Economic Policy, or ITEP, undocumented immigrants are already paying $12 billion in state and local taxes per year. It is unfortunate because they're paying for services and programs that they can't use, that only citizens can use. So essentially, it's just like what Quinn said. Under SB 562, they will continue to pay their payroll tax so that they can use the services, the health services, under SB 562. Oh, okay. Jessie mới vừa cho biết rằng là theo cái kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu về Luật Thuế cũng như là về Kinh tế, gọi tắt là ITEP, phải không ạ? Thì họ cho biết là những người di dân bất hợp pháp thực tế ra đó, họ cũng đã đóng góp gần 12 tỷ Mỹ Kim thuế cho chính phủ, tiểu bang và địa phương mỗi năm. Nhưng mà em cũng cho biết thêm là trong khi họ đóng cái tiền thuế này đưa vào cái fund program, nhưng mà họ không hưởng, mà những người mà chúng ta là những thường trú nhân ở đây được hưởng. Đó là cái vấn đề mà em đã dựa theo cái kết quả của Viện Nghiên cứu về Thuế cũng như là về Kinh tế. Như vậy thì so sánh cái vấn đề dịch vụ y tế của Hoa Kỳ, thì cô Kim Dung biết là có những cái nước cấp tiến khác, các quốc gia phát triển khác, họ có cái những cái chương trình tựa giống như là cái dự định của SB 562. Như vậy thì tụi cháu có thể cho một cái so sánh. Jessie, what is the US health system like compared to other countries, such as Canada and Japan? Can you explain? Yeah, of course. So in other countries that have a universal healthcare system like Canada, like Japan, like the United Kingdom, they prioritize health over profit. In the United States, we have it backwards. We prioritize profit over health. For example, CEOs of these health insurance companies can make up to $36 million or $40 million per year. That's calculated to about $100,000 to $150,000 per day at the expense of patients' health. So instead of investing that money into improving the health of our patients, they are putting it into their pockets. Also, did you know that the United States is the only country, modern country, in the entire world that does not have a universal healthcare system? It's ridiculous. Thưa quý vị, đây là cái ý kiến của em. Ở những cái nước khác đó, thì họ đặt cái vấn đề sức khỏe của con người lên trên cái lợi nhuận, nhưng mà ở Hoa Kỳ thì họ lại đặt cái lợi nhuận lên trên cái mạng sống cũng như là cái sức khỏe của người dân. Em mới vừa đưa ra một cái ví dụ, như là đây là cái ví dụ mà Kim Nhung cũng vừa mới biết thôi, đó là những cái ông CEO của những cái hãng bảo hiểm, ông ấy đã bỏ vào túi của chính họ đó, quý vị biết là bao nhiêu không? 36 cho tới 40 triệu đồng mỗi một năm. Cái này là cho mỗi một người chứ không phải là cho bao nhiêu người. 36 triệu cho tới 40 triệu đồng cho mỗi một năm, cho mỗi một người đó.
Ví dụ chúng ta tính ra cái bài toán như vậy là họ bỏ vào túi trung bình mỗi ngày là 150.000, thưa quý vị, trung bình mỗi ngày là 150.000 cho mỗi một người, thay vì là họ đầu tư vào những cái dịch vụ y tế cho cộng đồng, hoặc là đặc biệt họ trích ra để mà họ cho những người nghèo có được cái dịch vụ y tế. Như vậy em vừa mới nói rằng là em thấy rằng Hoa Kỳ hiện là một cái cường quốc, là một quốc gia mà phát triển ở trên thế giới, không có cái hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Bây giờ thì chắc có lẽ là thời gian không có cho phép, cho nên là cô Kim Nhung mời Jessie, hoặc là chắc mời Jessie trước, thì con có thể tóm tắt và có những cái lời kêu gọi đến quý khán giả để mà hỗ trợ cái dự luật SB 562 này thế nào. Do you have any words, you know, summarize for this conversation to the audience? Of course. I know that SB 562 is really important for the Vietnamese community. It's absolutely important. And I've seen what our current system is doing to our community. Mm-hmm. And I think it's time now we prioritize health over profit. And it's time for the United States to join other countries and have a universal healthcare system. And I think a way that the Vietnamese community can support SB 562 is to be more engaged. And one way they can be more engaged is to call your state and your state assembly persons or state senators and ask them to support SB 562. You can definitely call, you can find your state assembly persons or state senator at findyourrep.legislative.ca.gov. Nói chung là SB 562 sẽ là một dự luật giúp chúng ta bảo vệ nhân quyền của mình, cũng như là tiết kiệm được tiền và cứu được rất là nhiều mạng sống. Ok, so như các em vừa mới chia sẻ, như là Jessie nói là bây giờ đây là một cái dự luật, thì quý vị có thể thấy là nó có cái tầm quan trọng, thì quý vị phải cố gắng hưởng ứng bằng cách là liên lạc đến những cái vị đại diện ở những địa phương của quý vị, những người dân cử, những người dân biểu tại tiểu bang California, làm sao kêu gọi họ hỗ trợ cho cái dự luật này. Thì các em đang kêu gọi những vị dân cử tại California có thể kêu gọi thượng nghị sĩ của mình để bầu yes cho cái dự luật SB 562. Và một lần nữa, nếu mà cái khán giả có thể liên lạc tới cái số phone hay là cái email, thì có thể mời Jessie em cho cái khán giả biết cái email cũng như là cái số phone để có thể contact. There's a lot of phone numbers you can contact your state senators or state assembly person. That's why you could definitely visit the website I provided, which is findyourrep.legislative.ca.gov, and you just need to list your address, and then on there they'll state exactly who your state senators are and who you state assembly persons with a phone number, and you use that phone number to call and ask them to support SB 562. Cô Kim Nhung rất là cảm ơn các em đã đến đây để mà giải thích thêm cho khán giả của chúng ta biết thêm về cái dự luật quan trọng này, đó là dự luật SB 562, sức khỏe toàn cầu, cho đặc biệt bây giờ là đang tranh đấu cho người dân ở California. Cô Kim Nhung mời hai em gửi lời chào đến quý khán giả của SBTN. Con xin cảm ơn cô Kim Nhung và xin cảm ơn quý khán giả của đài SBTN. Okay. Dạ, con cảm ơn cô Kim Nhung và con xin kính chào quý khán giả của đài SBTN. Giỏi quá, chắc xin tiếng Việt rất là cũng giỏi lắm. Thank you for being here with us. Và xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với hai em thiện nguyện viên của Healthcare Now và cái system, có nghĩa là cái hệ thống sức khỏe toàn cầu, đó là SB 562. Chúng tôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba và tuần tới cũng vào cùng giờ. Xin kính chào quý vị. Chương trình The Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. Teletron, độc quyền trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ, ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới, sản xuất tại Nhật, đó là Dreamway by Inada.
ABC Supermarket xứng đáng với danh hiệu ngôi chợ của mọi gia đình Việt Nam, nổi tiếng với các loại hải sản tươi sống, tôm hùm, cua Canada, cá sống bơi lội trong hồ, hàng trăm các loại thực phẩm, rau cải, trái cây tươi mới, hàng ngàn các loại đồ khô. ABC Supermarket phục vụ quý vị hai chi nhánh, địa điểm Westminster, tọa lạc tại trung tâm Lido Sài Gòn, 8970 Bosa Avenue, thành phố Westminster, địa điểm Anaheim, tọa lạc tại 1216 South Magnolia Avenue, thành phố Anaheim, gần Freeway 5 và 91, rất tiện lợi cho quý khách cư ngụ tại Corona, San Bernardino, Los Angeles. ABC Supermarket kính mời. Happy Father's Day, Teletron tưng bừng đại khai trương chi nhánh Seattle ngày 16 tháng 6 trong Home & Home Shopping Center Federalway với múa lân Việt Nam, múa trống cổ truyền Hàn Quốc. Tặng quà miễn phí cho 100 khách đầu tiên mỗi ngày. Nhạc hội hoàn toàn miễn phí từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối Chủ nhật 18 tháng 6. Với Nguyễn Hồng Nhung, Ánh Minh, Đặng Thế Luân, Lam Anh, Bảo Khánh, Tuấn Vũ, Phương Hồng Quế, Ngọc Minh, Mai Lệ Huyền, Tuấn Châu, Phượng Liên, Bảo Liên, Bảo Vi, MC Nam Lộc, Trần Quốc Bảo và tài tử Kiều Chinh. Teletron Seattle đại khai trương 16 tháng 6 trong Home & Home Shopping Center Federalway, điện thoại 206 800 8999.